Thấy nó nhảy vô mà sao nó lại đi cặp nhỉ? Ủa má, nó kẹt lưới à? Mồi cũng đang đó mà tự nhiên bay đi ta. Lưới ta. Mày em. Và con bồ này không vui kem. Nếu mà con bồ này thì cũng bình thường mà. Nó nhảy vô kẹt lưới đâu không sập. Kỳ thật. Kẹt ở chỗ nào đây? Bộ này bình thường thôi Huy ơi.